Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi đem đến cho quý vị và các bạn một cái thủ thuật sử dụng trong Photoshop mình tạo một cái brush cho riêng mình độc đáo. Sau đây là nội dung chi tiết. Tôi muốn tạo cho tôi một cái brush, nó là cái bông hoa này. Đầu tiên, tôi vào công cụ Quick Selection Tool. Quick Selection Tool này hay lắm quý vị. Quý vị chỉ cần giữ chuột rê vào trong cái bông hoa này, nó sẽ chọn được bông hoa này quý vị. Mình làm nhanh luôn, mình đi một vòng. Nhanh không quý vị? Rất là nhanh. Cũng giống như bài học hôm trước á, tôi dặn quý vị một điều rất quan trọng. Khi mình select xong bất cứ một cái gì, mình vào select, vào modify feature, quý vị chọn cho tôi là 1 đến 1.5. Ở đây tôi chọn là 1. Ok. Để lấy cái bông hoa này ra khỏi cái nền á, thì tôi bấm Ctrl Z. Những cái bài này tôi nói nhanh tại vì tôi có dạy quý vị và các bạn tách nền rồi đó. Bây giờ lúc mình đã tách được cái nền này ra, nó có lớp layer 1 rồi á, thì để tạo cái bút á, thì bây giờ quý vị và các bạn kéo cái lớp background này thả vào cái thùng rác, bỏ nó đi cho tôi. Sau đó vào công cụ crop, mình crop cái vùng trắng bên ngoài này cho nó vừa vào cái bông hoa thôi. Ok, mình apply. Cũng giống như tạo bút hôm trước thì mình vào edit, refine bút reset. Đánh ở đây là hoa. Ok. Như vậy là mình đã tạo được một bông hoa vào trong cái cây brush của Photoshop, tích hợp vào hộp công cụ của nó rồi. Nhưng cái bông hoa này bây giờ nó ở cái dạng gọi là nó không có động và nó không có sinh động. Ví dụ như tôi chọn màu cho bông hoa này là màu hồng, và tôi kích vô đây thì tôi chỉ có màu hồng thôi, và kích đâu nó cũng có màu hồng. Mà lúc mình vẽ nó thì nó thành một cái đường như thế này thì nó không có được sinh động. Bởi thế cho nên là tôi giới thiệu với quý vị là mình phải làm cho cái cọ vẽ cái của mình đó, nó sinh động hơn. Quý vị bấm cho tôi F5. F5 nha quý vị. Thì quý vị vào Boost Tiếp Sáp, quý vị chọn cho tôi cái bông hoa mà quý vị vừa mới tạo ra đó. Xong rồi, sau đó mình vào New Boost Reset. Mình đánh cho nó là bông hoa. Ok. Ở chỗ sáp diamid này quý vị kích vào cho tôi. Kích chuột bên phải. Quý vị kéo cho tôi cái này lên. Để cho nó có, lúc mình vẽ ra nó có cái độ to nhỏ của cái bông hoa. Xong cái chỗ để góc xoay nè. Tôi không thích cái hoa này lúc tôi vẽ mà nó đứng một chiều thì nó sẽ xoay tới xoay lui ấy. Thì quý vị chỗ angle này quý vị kéo lên cho tôi, và để cho cái hoa nó có cái độ nghiêng và nghiêng ngửa ở trong lúc mà mình vẽ đó, thì quý vị kéo cái thanh này lên trên này cho tôi, thì lúc mình vẽ hoa nó sẽ rất là bay lượn. Quý vị kích vào color, quý vị chỉnh color diamid đó quý vị. Quý vị chỉnh cho vào đây. Rồi tùy theo quý vị có thể vào nhiều cái trong này, ví dụ như noise hay là telis này nọ đó, quý vị cứ thử những cái dấu tích ở trong này. Rồi ok rồi nha quý vị. Mình vẽ new một cái bút reset rồi. Thì bây giờ mình chỉnh mấy cái này thì nó sẽ ghi nhận vào trong cái thanh đó rồi. Bây giờ quý vị kích lên trên này. Quý vị vào chỗ phần spacing này quý vị. Quý vị kéo lên để cho cái độ mà lúc mình vẽ đó,
nó to nhỏ và nó cách cách ra để mình nhìn thấy cái bông hoa, chứ nếu không giống như nãy mình vẽ thì nó liền tới. Rồi, ok ha. Cái gì mình nêu lại thêm cái nữa cho nó chắc ăn đi. Hoa ba, ok. Giờ nó sẽ nằm ở trong cái hộp công cụ này của mình. Đó là hai cái này. Ở đây tôi cũng có làm mấy cái rồi. Bây giờ quý vị muốn thử cái bông hoa của mình thì mình nêu một cái layer rồi mình tô màu đen vô nha quý vị. Vào edit, fill, mình fill màu đen vô. Rồi mình vào bút mình thử. Ở cái hộp màu của Photoshop á, nếu quý vị bấm chữ D là nó trở về mặc định lúc mới cài đặt đó. Nó chỉ có màu trắng với màu đen, xong mình phải kích vào mình chỉnh đó. Ví dụ tôi thích màu hồng. Ok. Rồi ở phần trắng ở dưới này tôi cũng kích vô, tôi thích màu vàng. Hay màu ve đi. Đó, ok. Bây giờ tôi thử brush thôi. Tôi thử cái brush này. Tăng nó lên một chút, tôi vẽ thử. Hay không quý vị, bây giờ mình đã có một cái brush như ý cho riêng mình rồi đó quý vị. Giờ quý vị muốn cái đường này nó liền lại thì quý vị lại bấm F5 thôi. Bấm F5 xong quý vị giảm cái spacing này xuống đó cho nó sát lại này quý vị. Đó, rồi. Để hết các dấu này rồi quý vị. Ok, khi vẽ lại thì các cái nó liền hơn đúng không quý vị? Thì đây là một cái thủ thuật để mình tạo ra một cái bust cho riêng mình. Và nó độc đáo, giúp cho quý vị mới vào nghề mà có năng khiếu đồ họa, mình sẽ tạo cho mình rất là nhiều cái bust riêng để mình có thể vẽ, tạo ra những bức ảnh sinh động và đẹp. Video đến đây là hết. Và chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, thành công ở trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.